gì? Rồi làm cái gì đó? Thì có xe Rồi tắt hả? Mở ra nó nhấn cái công tắc. Rồi, giờ nó nhảy rồi. Rồi đâu rồi tắt đi. Ui, gì nó giật dữ vậy? Rồi ông bà coi gà chế nè. Gà chế cái món đồ chơi để gà tạo tiếng động nè. Đó. Nhảy tưng tưng hả? Rồi sao con lấy cái đó ra ở đâu vậy? Con lấy ở đâu vậy? Con lấy ở đâu vậy? Đâu vậy? À con lấy ở trong kho đồ chơi con hả? Đó, giờ chơi vậy nó chưa đã nè bà con thấy không? Tự tưng 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 vậy mà không có tiếng động. Đó, thế là MG. Rồi con bỏ cái cục kia coi chô cho nó kêu đi. Cái kia đâu? Cái đồ chơi con đâu? Đó, cái xanh xanh đó. Cái xanh xanh nãy con cầm đó. Rồi con lấy cái đó con bỏ cái con tưng tưng vô. Thôi, con lấy cái xanh xanh này con bỏ cái con tưng tưng cho nó nhảy tưng tưng hay hơn. Rồi làm lại đi cho ba coi với lại các ông cô chú xem coi giờ sáng tạo rồi đồ chơi nè. Rồi tắt rồi. Cái xanh lá của con đâu? À đúng rồi, nó đó đúng rồi. Con bỏ vô. Sáng tạo, sáng tạo. Sáng tạo bỏ ra ngoài cho nó nhảy coi. Con bỏ ra ngoài cho nó nhảy tung 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 tung, tung coi vui nè. Rồi con để em xanh nhảy chỗ của. Em xanh phải có tiếng động em xanh mới nhảy. Con cười ha ha là em nhảy à, con đừng có mở cái đó ra nữa. Rồi. Con bỏ vô đi, con bỏ vô cái xanh đi rồi nó nhảy à. Nè, nhảy đi, con kêu đi, nhảy đi. Té giờ. Ôi trời. Ôi trời. Đó, bà con thấy cái nghịch chưa? Trời ơi, nó trời. Trời lật gọng luôn rồi kìa. Con để ngồi im đi, con để im tự động nó tắt à. Sợ 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 quá lấy cho mình mắc cười quá hả. Nhảy giả tưng tưng hoài. Con khỏi cần tắt, con im là nó tự tắt à. Con đừng nói là tự động nó tắt à. Con không cần tắt cái nút đó luôn con.
Đây nó chưa vào đây nè. Thì con kéo lại đi. Con kéo cái phèn mà tươi lại đi. Rồi. Con móc ra làm chi, nó nhảy đó. Rồi, tự tắt rồi hả? Ngày lễ gỡ nhà, cả nhà tụi con ở nhà làm bánh mì thôi, không có đi đâu hết, ra đường sợ đông lắm. Rồi kéo lại. Nếu mà không được. Được, con phải làm cho được. Đúng rồi. Con kẹp cái tay con như này, bà chỉ nè, con nắm như nè. Con nắm vậy là con kéo. Rồi kéo đi. Con nắm cái tay con nè. Đó, thấy chưa? Thấy không? Gờ thông minh lắm nha, ai chỉ cái là gờ biết làm à. Thì con tắt rồi, con tắt rồi sao nó nhảy nữa. Trời. Trời đất ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất à. Cái mũ xanh của em bé của nó đâu rồi? Cái mũ xanh tưng tưng của nó đâu nãy con nhét đâu rồi? Sau lưng con kìa. Ừ, con qua con lấy đi. Hãy con chế cái đó hay quá đó, con chế nó nhảy bọc 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 rất là hay. Dịnh dịnh, nãy ba chỉ sao cái tay nào dịnh đâu? Nè, ba chỉnh vậy con dịnh cái tay này. Cái tay kia nè, tay này con cầm vô đây. Rồi con lấy cái con giữ giữ rồi con kéo đi. Hiểu chưa? Rồi giờ hiểu chưa? Đó, vậy là ok rồi đó. Hôm hoài hả? Ừ. Hôm hoài đi treo cờ. Dạ ơi. Nhảy trừng chân. Nhảy trừng chân. Dạ. Ông ngoại ôm mâm bánh mì. Mâm toàn khay bánh mì. Rồi mai nấu tiếp, mai làm tiếp. Gờ ơi. Dịnh dịnh. Mình nãy ba chỉ sao? Đó, thấy chưa? Được chưa? Đó. Con vịnh. Con vịnh cái này nè, con vịnh cái này. Con vịnh vậy. Vịnh cái đầu này. Không, cái ngón tay này của con này con vịnh ở đây. Rồi con kéo cái này, hiểu chưa? Rồi con làm lại ba coi coi. Rồi con vịnh, hai cái tay này con vịnh ở đây. Con vịnh ở đây. Nói tiếng gì vậy? Đó, được rồi đó, thấy không? Dạ, em bé. Dạ, hôm nay cái video này quay là gờ. Gờ tên gì? Gờ ơi. Đi lấy cái gì vậy? Hôm nay là trời gờ đúng hai tròn 27 tháng luôn. Bước qua tháng 28 luôn. Xe tăng. Xe tăng, trời ơi. Mạnh lên. Đổ. Đổ gì? Hỏi là trả lời. Không, nó có hứng à, gà nó có hứng. Không trả được. Đâu, không đem ra đi. Bỏ ra đây nè. Bực mạnh lên nó mới kêu. Nó yếu pin rồi. Yếu pin. Rớt bể.
Rồi bật gỡ đi, bật mạnh lên nó mới kêu. Bật mạnh kêu. Bật mạnh kêu. Mạnh, mạnh. Ở ngoài chỉ. Kêu gì vậy? Dạ dạ. Rồi rồi rồi. Rồi. Dập chân. Dập chân. Đưa ngoại đi, đưa ngoại làm giùm cho. Đưa ngoại nhờ ngoại đi. Đây tôi sửa cho. Bụi. À bụi. Bực. Nè, thấy chạy không? Nè. Bắt cười á. Mấy cười. Có gì đâu mắc cười. Nổi, sao dễ mắc cười quá. Tắt, tắt đi. Mở đa tắt. Đây. Ồn quá. Tắt đi, ồn quá. Chưa, tắt mạnh lên nó mới tắt đèn luôn. Có em bé nào mà sợ tiếng ồn giống đi rồi không trời. Đó đúng. Rồi đây để vô đàng hoàng coi. Sợ tiếng ồn quá. Sợ quá mày ơi. Không có cà lâm, nói chuyện hay bị cà lâm quá. Rồi, mở công tắc đi. Mở công tắc đi. Yếu bị yếu, yếu. Tôi thay biên rồi cậu. Yếu rồi. Bật yếu rồi, yếu. Chưa mở biết yếu. Đeo. Rồi, ok. Chạy đi, đó, 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 chạy. Khỏi, 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 khỏi cầm, khỏi cầm. Rồi. Gờ bye bye đi nè. Gờ chào bye bye nè. Gờ. Bye bye. À gờ 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 gờ. Gờ. Làm anh trai C2 sao? Anh trai C2 làm sao? Anh trai C2 giơ hai ngón tay coi. Giơ hai ngón tay coi. Rồi, rồi, con đưa đi, con đưa tay. Rồi rồi anh trai C2 coi. Cái đó C3 rồi. Trời. Anh trai chị hai đâu đưa lại coi coi, đứng đây qua đây. Đúng rồi, rồi. Hey. Rồi bye bye nha, bye 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 bye. Dạ rồi, ok.